Quy chào mọi người nha. Hôm nay Quy tiếp tục Quy đi câu cá rô đồng, cá thác lát nha mọi người ha. Thì hôm nay cái điểm câu của Quy từ đây nó chạy dài qua trên kia. Hồi nãy Quy thấy ở trên kia nó có mấy con cá thác lát nó ụt trên kia nhiều lắm. Để hồi giờ Quy đem cần nó Quy câu thử ha. Đồ câu Quy nãy Quy mới bỏ thử ở đây hai cây thôi, nhưng mà Quy thấy ở trên kia có cá ụt nhiều lắm. Cá ăn rồi mọi người. Đó đó đó, lúc 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 dính rồi mọi người. Trời, con gì vậy? Cá rô, con này cũng được. Đây Quy đem vô cho mọi người coi cái, để Quy gài chân mái bạn cái. Đây, ok mọi người ha. Rồi thôi Quy tháo ra nha, cá đã quá trời mọi người, mập phút cán luôn. Rồi còn đang ngậm con dế đây nữa. Rồi ok mọi người ha, cá đã ghê rồi, cá ăn có phao Quy rồi mọi người. Đó 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 đó, dính đây nè mọi người. Đây nó dướng là muốn rồi. Trời ơi, cá bự ghê mọi người. Đây Quy sửa chân mái rồi, Quy đem cho mọi người coi nha. Đây, trời ơi, cá bự hết hết luôn. Trời ơi, đảo quá mọi người ha, cá đẹp ghê. Rồi rồi ok, cá đẹp ha mọi người ha. Mời Quy tháo ra nha. Cá ăn hả con? Ok, vớt vớt. Đây đây đây, đem anh Quy con. Đây mọi người, con Quy mở hàng con cá bóc ha. Ok, tháo bỏ thùng đi con ơi. Rồi tháo qua đi. Ăn mọi người. Đó, đó, đó. Cá gì ăn kỳ vậy ta? Trời, ăn gì uống uống không vậy? Trời, con Quy dính cá nữa nè mọi người. Ngồi đây đây nè, cái phao của nó đây nè. Giật đi con, đưa anh luôn con. Đây Quy cho mọi người coi. Đây, ngon lạnh quá, lo đang mè cái phao của Quy, cái phao của nó có hai cá ăn. Cá thác lát cũng đẹp ghê. Rồi ok con, cái phao của ba đang ăn đây nè. Trời, bình phao luôn rồi nè mọi người. Lo quay cho nó. Đây nè. Nó ăn bình phao luôn rồi nè. Dính luôn rồi nè mọi người. Đây nè. Đó, nó ăn liên tục của hai cha con Quy rồi nãy giờ. Trời ơi, con này con cá bột phi. Con cá bột phi mọi người. Đây. Con Quy thì giật ra. Nè con. Đây, hai cha con. Đó. Rồi ok ha mọi người ha, Quy tháo rồi bỏ thùng nha. Rồi, đi câu mà gặp cái cảnh chích điện kiểu này, tàn sát kiểu này, nản luôn á mọi người ha. Đó. Chích nè, tận diệt, cá nhỏ cũng chết, cá rồng rồng, cá con mới nở cũng chết. Cá ăn cái phao, nó rút vô cùi, nó muốn này nè mọi người. Đây nè, đó, quay mọi người. Cá ăn nó rút vô trong đó. Rồi hết màu thì sao, nó bỏ luôn rồi mọi người. Còn dính. Cá rô đồng. Ok, sửa chân mái Quy đem cho mọi người coi. Ok, cũng ngon quá mọi người. Quy tháo ra nha. Cá ăn đi phao Quy rồi mọi người. Đó.
lốm đi rồi mọi người. Trời ơi, nó kéo cái phao bị rút về trong đó à. Nó dùng re à ta. Đó, còn đang ăn, đang ăn nẻo rồi. Đó Dính rồi mọi người. Đây. Trời, cái bóp còn đèn nhỏ. Đây. Ok mọi người, cái này tháo đã cho rồi. Nốt rồi, để vừa tháo vừa thả đó. Rồi, mình mới dọn được cái chỗ này nè mọi người. Đây. Rồi, giờ mình ngồi với câu tiếp nữa mọi người. Cái này cái phao của Quỳ tuốt ngoài kia rồi mọi người, bỏ gần nó không mang, đi bỏ xa nó mang. Đó, nó đang kéo đi. Rồi, đây nè, tuốt ngoài kia giữa, gần giữa luôn. Dính rồi nè mọi người, đây nè, con này to lắm rồi. Đây, đây Quỳ đưa về mọi người coi. Cái phát này to, nãy giờ Quỳ bỏ gần nó không mang. Nhích cái phao và Quỳ bỏ để Quỳ sửa lại cái chân máy dài rồi. Đây mọi người, cá ngon kìa. Ok mọi người ha, cá đẹp rồi. Quỳ tháo ra nha. Ông Bình, anh Bình ngồi kia là đâu Bình, đưa mọi người coi nè. Anh ngồi anh trốn vô cái góc đó, anh phao dính con nữa rồi đó. Anh giơ lên con cá thắt lát thằng lớn à. Tuốt đằng góc đó Quỳ ngồi, tuốt đằng góc này ha. Đó, này hơi khó thấy một tí đó. Đó ăn nữa rồi mọi người. Đó rồi, dính này nè mọi người. Rồi xảy rồi. Đó mọi người. Đây, nè vào Quỳ đây nè. Đó dính con này to lắm mọi người. Đây, để Quỳ đem cho mọi người coi thấy. Đây, nó dướng cái cây chuối trên đầu Quỳ đây nè. Đó, Quỳ sửa lại chân máy cái Quỳ đưa vô. Đây, cũng được ha mọi người ha. Vậy có con gì mình giật con đó, quá đã là mọi người. Cá ăn cây cần mái Quỳ nè mọi người. Đây. Dính nè mọi người. Đưa cho mọi người coi. Đây. Câu 2 rưỡi nha mọi người. Ok, ngon quá mọi người. Rồi, tháo ra nha. Cá ăn cái phao Quỳ tuốt ngoài kia kìa mọi người. Đó, đây nè. Đây. Đây Quỳ đứng lên cho mọi người coi. Đó, ngay cái phao rồi. Đó, thấy không mọi người, thấy không, dính rồi mọi người. Con này to, nó chạy dây rồi. Mọi người đã quá mọi người. Rồi đây, để Quỳ đưa ra cho mọi người coi cái, Quỳ sửa cái chân máy lại, Quỳ kẹp chân máy lại cái. Rồi, con này cũng mập ú, to ghê. Này. Ok ha mọi người ha. Cá cũng được kìa, rồi Quỳ thôi Quỳ tháo ra nha. Đẩy rồi mọi người. Đẩy rồi mọi người. Ok. Quỳ quay cho mọi người coi ha. Thì số cá là hôm nay Quỳ câu là được nhiều cũng như đây ha mọi người ha. Cũng tạm ổn ha mọi người. Rồi, ok ha mọi người ha.